Nay tiêu hết ngon rồi, ông mười nay không có đi nữa. Nó không ăn thông báo người ta biết, người ta nói dừng dừng, dừng lại nha, chứ để dư hoài nha. Này ăn mì không có cái to có gì hết, mì không cá đâu mà trúng có tay nhiều quá. Có phai bỏ vô thầy nha. Thầy ơi. Có phai mà tới nấu mì. Mà đó đi ghe ông xuồng ở dưới đồng cao nè. Chiều vô á đâu. Mà biết nấu cơm nấu mì bỏ cái phai vô. Em Trung Quốc. Đi cầu phá. Chắc này anh em làm việc. Cái mẹ dạy khủng long gì vậy? Chưa thấy cá nào rồi đây.
anh em lấy lưới rồi hết rồi, không có cá nhiều, con quá à, 20 kg tổng cộng 30 kg đó, cũng mấy ông gửi tàu cá ốc, cá phèn, cá phai, cá ngon ngon không, không có nhiều. Phai này phải đỏ hết rồi, đỏ tươi, đỏ tươi à. Giấc này luộc cua mà cá chuẩn bị nấu mà gọi xem này rửa này nấu với bông súng làm kiếm miệng cái mày vốn này ăn đại đi ăn đại rồi ê ra ăn cá không được phải ăn cua không được ăn cá không được nó ăn đã luôn nay quá trời ghê gỗ cá luôn ôi một số cá kho luôn kho ốp trước cá rồi ăn cho tới nồi cá luôn đầu nhiều đây cái đầu à cho đầu cá vừa rồi đẹp vậy đó được không người ta đẹp tôi mới ra cái đầu cho đẹp chứ vậy chứ nó mà để cái đầu riêng thì để cái đầu không cá út đã sôi nó có khoai vô khoai còn mạnh mạnh hơn khoai vô cái hôm lại nó nhắc xuống quá đã luôn đi 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 rồi mời cả nhà cơm chiều với mấy anh em cá phai thì có mấy con à út nhiều út cá ngát có con cua nữa ba con cua người ta dưới này coi dưới không thấy chè phớt vô ngoài này thổi quá lẹ chưa kịp vô gì hết có khoai rồi có khoai còn nóng ngon nhảy xong á khỏi nhảy biển á cá tươi cá nó vậy đấy chứ để ăn sống tình nghịch không cười cười mà
vô lại đi. Thì làm muốn văng luôn rồi cả nhà ơi. Làm mệt đó luôn. Làm lắm luôn hả? Đều lấy ăn với sống mốc vậy nha. Làm cho làm như lúc mình trôi. Không mà dữ, ăn dữ thiệt. Ăn no thôi đâu có để ngoài được. Ăn no rồi phải không? Không, nấu chín ăn chứ đâu nấu chín để giòn. Mình nắm được thôi. Trong cái nhà này. Vô đi. Rồi chắc là mình cũng xin chào cả nhà đây. Rồi mấy anh em xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà trong clip ngày mai. Chào cả nhà luôn. Chào cả nhà. Cảm ơn thầy ạ.